Doraemon. Rồi, đây nè. Xin chào, xin chào. Ê, mình có quen với con trồn này không nhỉ? Ta có quen với bọn robot trần gian. Kìa đây, gặp ma mà không tỏ ra sợ hãi là bắt được sự đấy biết chưa? Ui, sợ quá, sợ quá. Con ma này nó đang rạ Doraemon nè. Sợ quá, sợ quá. Tốt, có việc gì nói đi. Ui, có con sợ đầu lâu nè. Lại còn có con này không mắt này. Không mắt. Mấy giờ rồi mà bọn em còn ở đây đọc truyện Doraemon? Em tưởng thôi nào chả đọc truyện Doraemon hả anh? Nhưng mà bây giờ bọn em có muốn hóa thân thành các nhân vật trong truyện Doraemon không? Có. Đi theo anh. Đi. Nhanh. Đây là. Suka. Wow. Nhân vật này. Doraemon này. Hôm nay anh sẽ có một thử thách cho bọn em, đó là thử thách ăn theo màu của nhân vật nổi tiếng. Wow. Ở đây anh có một quả bóng, bây giờ chúng mình sẽ ném, nếu mà ai trúng nhân vật nào sẽ ăn theo màu của nhân vật đấy. Rồi. Đơn giản thôi anh ơi. Cho Hà Sang ném trước đi. Rồi ném đi. Mình thích Suka các bạn ơi, nên là mình sẽ chọn nhân vật Suka. Ném bóng quá đơn giản với anh. Ôi. Anh nhắm một mắt anh cũng chọn được. Anh thích nhân vật trai em nên anh sẽ chọn trai em đấy. Rồi. Nhìn ra. Nhìn kỹ nhá. Để hóa thân thành các nhân vật thì trước tiên chúng ta phải có quần áo giống các nhân vật đã. Bây giờ anh sẽ sử dụng cái máy ảnh tạo mốt này. Wow. Tạo mốt cho bọn em nha. Quần đi nha. Đứng thẳng người, thẳng người. À, chuẩn bị chụp nhá. 2, 3. Nobita. Nobita. Đến lượt Hà Sang. Vâng. Vào đi. Chuẩn bị đi, Doraemon đứng như ra nào. Rồi. 2, 3. Xin chào tất cả các bạn, mình là Doraemon đây. Ui, anh đâu đó? Biến thành Doraemon đi kìa. Anh ấy cũng có lông giống như Doraemon đi kìa. Đâu này là anh vẽ vào mà. Anh ơi, bây giờ chúng mình ấy đều thay đổi ngoại hình ấy, giống hẹn các nhân vật nổi tiếng rồi. Thế thì chúng mình đến ngay siêu thị để mua đồ ăn thôi. Chạy bỏ đi thôi. Bọn em có biết Doraemon có lợi thế là gì không? Luôn. Đây này. Doraemon có túi thần kỳ mà trong túi thần kỳ này đựng được rất nhiều bảo bối. Có bảo bối là chỉ làm sao chúng ta phải đi bộ. Nhưng mà cái túi thần kỳ này của Doraemon này bé quá nên không đựng được cái cánh cửa thần kỳ. Cái cánh cửa thần kỳ để ở nhà thôi. Bây giờ chúng mình cùng về nhà và bước vào cánh cửa thần kỳ đấy để đi siêu thị thôi. Đi thôi. Đây là cánh cửa thần kỳ này. Bọn em chuẩn bị mở cửa ra và đi vào thôi, không phải chạy bộ nữa. Nhưng mà em thấy cái cánh cửa này nó như cánh cửa bình thường mà. Mở ra sẽ biết đấy. Này. Đi thôi. Ui, Nobita. Mà lại là màu vàng nữa. Ở đây có cả Doraemon này. Doraemon nhưng mà là màu vàng anh ơi. Thôi mình đi chỗ khác rồi. Ở đây có rất nhiều đồ màu hồng. Mình sẽ lấy cái hộp này nha. Khi nào ấy ăn hết ở bên trong ấy thì mình sẽ lấy cái này làm giỏ đựng bút. Mình lấy được một cái gói Orion khắc chữ này, màu xanh luôn, lấy luôn. À, mì tôm trẻ em này,
của em. Bắt chuyện rồi. Của em. Của em. Đây là màu xanh mà. Đây là của tớ chứ. Cậu Nobita này buồn cười thật đấy. Các bạn ơi, ở đây có một gói kẹo nổ nè. Mình sẽ lấy gói kẹo nổ này nha. Hóa xăm, ăn kẹo nổ thì nó như thế nào? Tất nhiên ăn kẹo nổ là nó nổ tanh tách rồi, thích lắm. Nổ á, nổ á. Tôi. Kẹo của mình này các bạn ơi, kẹo Choco Choco Doraemon này. Cuối cùng cũng tìm được kẹo của mình luôn. Nobita, Nobita, lại đây tao bảo nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Gì? Áo của cậu là màu gì đây? Màu vàng. Bỉ màu vàng của cậu nè. Ôm lấy. Cậu ơi không chịu đóng bỉ màu vàng các bạn ơi. Ui, ở đây còn có cả hình Doraemon của anh Gấu Đỏ nữa nè. Wow, ở đây cũng có Doraemon luôn. Ui, thức ăn cho cún. Cún ăn được thì chắc chắn mèo cũng ăn được. Mình sẽ lấy một gói trộn Doraemon. Cái gì đây hả Nobita? Thức ăn cho cậu đấy. Cái gì? Thức ăn cho chó. What? Suka, cậu có tin chỉ có mấy chục nghìn tớ đã mua một cục vàng to này không? Lấy đâu ra, cậu biết vàng ấy bây giờ đắt lắm. Rồi. Một miếng bé xíu này là bao nhiêu tiền rồi đấy. Ê, cậu không tin như gì, đi theo tớ. Đấy. Cậu nhìn này. Đấy. Đúng là Nobita. Nobita ơi, Nobita, cậu đã có quần áo Tết chưa? Chưa. Thế thì để tớ đi tìm cho cậu một cái áo màu vàng nhá. Đây này, Nobita ơi, cậu đi chơi Tết thì hết thảy luôn. Đây, đi. Thế này có thích không? Thích, tất nhiên là tớ thích rồi. Thế nhưng mà tớ hơi bị chóng mặt đó. Nè, Nobita này hình như là muốn ói thì phải. Chóng nôn rồi. Chóng mặt quá. Chóng mặt quá. Các bạn ơi, chúng mình mua đồ về rồi nè. Mình mặc áo màu hồng, chúng mình mua túi màu hồng. Còn mình mặc áo màu vàng nè, mua toàn đồ màu vàng các bạn ạ. Nên mình mua toàn đồ màu xanh thôi. Thôi bây giờ chúng mình đi ăn đồ theo màu thôi. Đi đồ. Để xem là đồ ăn của Chuka có gì bên trong các bạn nha. Ôi, một cái kẹo Hoopa các bạn ơi. Kẹo này ngon lắm đây. Ok, nào nào. Wow, dài không anh ơi. Này, cái này của em nó còn dài kinh khủng cơ. Đây nè. Xem được bao nhiêu mét? Ngon không? Sao cái này lại nứt rồi nhỉ? Nó dài như này rồi nứt rồi nhỉ? Em biểu diễn lại cho mày xem. Ai đây biểu diễn lại? Ôi, cậu cái mua kẹo này lảm đúng rồi. Đúng rồi, kẹo mua kẹo lảm rồi. Toàn bị đứt không. Ê, lại lần này mềm. Định cảm trở tớ à Nobita. Đây là đồ ăn của mình. Thạch hoa quả. Đúng rồi, đây là thạch quả nho này hả Sam ạ? Quả nho tại sao lại là màu vàng? À, quả sầu riêng. Sầu riêng phải có rai chứ. À, đây quả dứa. Đúng rồi, quả dứa. Quả dứa. Đây rồi, đây là đồ ăn của Doraemon đây rồi. Ồ, các bạn ơi. Wow. Đây là bánh Oreo còn có cả chữ. Sao chữ được hả? Đây. Đây. Đây là chữ gì đây? Đây là chữ mờ. Mờ. Nờ. Chữ mờ nờ. Nờ. Ô mờ nờ. Đây là chữ mờ nè. Mờ.
Bây giờ mình sẽ ăn một phát hết chỗ này luôn, nó mới thích chứ các bạn. Ăn phải ăn nhiều. Thôi, một mẹ này còn cứ thích ăn nhiều. Anh Đôn ơi, anh chỉ là Doraemon đóng giả thôi. Đúng chứ rồi. Con phải Doraemon thật đâu mà mồm to được như Doraemon. Ăn bánh Oreo nào phải chấm sữa nó mới ngon Doraemon ạ. Đây. Chấm sữa. Chấm sữa. Anh có phải ngon. Đưa lên mồm. Một cái bánh của tớ rồi đó. Ẩu quá mà. Wow. Châu ca mua toàn đồ độc lạ cho các bạn ơi. Đây chính là kẹo nổ đó. Kẹo nổ á? Đầu tiên thì em sẽ cắt một gói kẹo nổ ra. Em đổ vào khay. Sau đó thì em lại lấy một cái thạch màu hồng nữa nè. Rồi lại đổ vào khay tiếp. Để xem Hà Tam làm như thế nào đây các bạn ơi. Ấy, ấy. Ô, lô lô. Đấy, tấp tấp tấp. Anh nghe về tiếng tấp 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 chưa? Xúc một miếng. Ôi. Và ăn hơn. Ôi, mình có gói bim bim Lobita đây này. Bình thường mẹ hay mắng tớ, nhưng cuối cùng mẹ vẫn là mẹ cao nhỉ. Quá đúng luôn. Đừng. Anh có bảo bối biến gói bim bim của em thành khổng lo luôn. Bảo bối á. Đây là đã ăn cái chút tớ thần kỳ của anh. Bảo bối các bạn ơi. Đây, đây là con rùa mà. Đâu nhỉ, đâu nhỉ. Cái này là cái gì đây. Nhào bảo bối quá. Đây rồi. Lại còn có cả bật lửa các bạn ơi. Đây rồi. Đèn pin thần kỳ ơi. Đèn pin phóng to thu nhỏ đây rồi. Còn đây bà con em. Để anh phóng to ra nhá. Chuẩn bị nhìn nha. Một, hai, ba. Tớ không biết Suka. Không biết à? Vậy Doraemon anh có biết đây là cái gì không? Cái này là cái túi đựng rác, anh biết chưa? Thế mà anh có biết à? Nhưng mà em mua túi đựng rác về để làm gì? Thì tất nhiên là đựng rác rồi. Thế nhưng mà em còn biết một công dụng nữa của túi đựng rác. Đó chính là chế tạo trang phục. Chuka, cậu có bộ quần áo gì đây? Đây là trang phục tự chế của mình, mang tên là Trời mưa không sợ nắng. Trời mưa không sợ nắng, chỉ sợ ướt tay áo. Đây là mình không làm kịp đó các bạn ơi, bởi vì là thời gian gấp gáp quá nên là mình chỉ chế được là một đôi bốt màu hồng này thôi và một cái áo như này, một cái mũ như này. Cái bộ áo mưa này mà đi ra thì ướt như không mặc các bạn. Đúng rồi. Ý tưởng này không được. Đã mất công anh chế tạo ra bộ trang phục đẹp như thế này. Doraemon, cậu chụp ảnh cho mình để mình đăng lên Facebook đi. Được rồi, cậu tạo dáng đi. Đúng rồi, cười tươi nào, cười tươi nhá. Một, hai, ba. Để nữa nào, tạo dáng kiểu khác đây. Đây, kiểu khác nào. Được rồi, kiểu nữa nào. Đúng rồi, nhảy lên. Rồi, đẹp lắm. Xem ảnh. Anh cầm ảnh đâu. Đây. Đấy, đẹp không? Nhưng mà cái ảnh này đâu có rõ mặt mình. Kiểu khác này, đấy. Anh này cười lố quá. Có ảnh nào cả người không? Đây. Thì cậu tạo dáng như thế. Đây, cái này đẹp hơn này, cái này đẹp hơn. Đây. Quả Nobita còn nhiều không? Ui, quả tớ còn nhiều lắm. Hay là chúng mình ngồi ở đây bóc lót đây. Ngồi đây. Tâu. Cậu ngồi, cậu phải nhìn chứ. Cậu không bảo tớ.
Nó bị ta ấy. Đang yên đang lành thì cái mông lại chọc vào cái que. Cậu ngồi không để ý thì nó. Cậu có uống nước không? Có. Đậu quá, đậu quá đâu. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì chúng mình đã hóa thân thành các nhân vật nổi tiếng và đi ăn đồ ăn theo màu áo của các nhân vật nổi tiếng nha. Lobita. Wow.